Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Chiến trường càn khôn nư hư không. Máy thật chặn được một kích này. Đừng quên rằng còn có ta. Cút. Mặc đồ. Bên chỗ của chúng ta sao còn xuất hiện mặc đồ? Đã xuất hiện ba tên, còn có bao nhiêu người nữa đây? Bên cạnh chúng ta có khi nào còn có một người nữa hay không? Mọi người hãy bình tĩnh lại, chúng ta không thể nào vì nghi ngờ mà rơi vào tranh chấp nội bộ. Mọi người đã bắt đầu động lòng rồi, ta nhất định là phải đưa ra quyết định. Đi chết đi. Ngươi lại có thể chủ động từ bỏ tấn thăng lần này hay sao? Tranh đấu với mặc tộc lâu như vậy, các ngươi không lẽ còn cho rằng ta là một người không có khí phách ư? Ta không để cho người làm tổn thương đến hắn đâu. Thật đúng là tình cảm sâu đậm. Là ta đã xem thường ngươi rồi, Dương Khai. Không ngờ ngươi lại còn có thể chặn được một kích tất sát của ta. Sứ tỷ, mau đi đi. Ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể bảo vệ hắn đến lúc nào. Dương Khai, trốn phía sau lưng của nữ nhân thì xem là bản lĩnh gì chứ? Ta là vương chủ, nữ nhân của ngươi ở dưới tay của ta có thể kiên trì được bao lâu? Sứ tỷ,